Sự thật về chuột hamster phần 6. Chuột hamster thích ngủ ngồi. Ai nói phải làm thì mới có ăn? Đấy, tao đây, tao có phải làm gì đâu. Cành vàng lá ngọc như tao mà phải đi làm hả? Ông bà già phải cơm bưng nước ngót ngày ba bữa. Có khi buồn buồn tao còn học ăn. Ở chứ đó mà bắt tao đi làm. Tao chỉ việc ăn, nằm một chỗ. Xong ông bà già dẫn đi ẹ, đi đái, đi chơi, vậy đó. Đi ngủ nhanh. Tao đếm từ 1 tới 3 mà chưa đi ngủ là mày xác định với tao nha. 1 2 3. Chúc ngủ ngon nha.